Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu búp bê mèo xinh xắn như thế này. Đây là toàn bộ xung quanh phần thân của búp bê. Mặt trước ha. Và mặt sau nè. Đối với mẫu búp bê này mình sẽ làm form cao tầm khoảng 40 cho đến 45 cm. Nó có thể thích hợp cho các bạn chụp hình cho bé, làm thú ôm hoặc là mình có thể trang trí cho nhiều không gian khác nhau. Để làm được mẫu này thì mình sẽ sử dụng len mill cotton 125g và kim 2,5mm để móc ha, cho phần nón cũng như là phần thân của búp bê luôn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Mình sẽ móc phần đầu nè. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn. Mũi móc đơn đầu tiên. Mũi móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Tiếp tục mũi móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi đã móc được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, mình sẽ nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Ta di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên. Thì đây là mũi móc đơn đầu tiên ha. Móc vào đó cho mình một mũi dời. Khi hoàn tất được mỗi vòng á, các bạn nhớ kéo dài sợi len lên, sau đó mình kéo thật mạnh lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại ha. Thì như vậy lúc này cái mũi kết thúc của mình nó sẽ không có bị điểm G. Móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên hoàn tất có 6 mũi móc đơn, tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng đầu. Móc vào đó 2 mũi móc đơn. Mũi đầu tiên nè. Và mũi thứ hai mình sẽ gọi đây là mũi tăng ha. Các bạn làm tương tự cho mình cho 5 chân còn lại. Mỗi chân móc mình sẽ móc mũi tăng ha. Chân thứ hai móc mũi tăng nè, 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ ba cũng tương tự, móc mũi tăng. Chân thứ tư móc mũi tăng, 2 mũi móc đơn cùng chân móc nè. Chân thứ năm cũng tương tự, móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Và chân thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ta hoàn tất được vòng thứ hai ha. Mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên nè. Khi các bạn móc mũi dời kết thúc, mình nhớ guốc lại cho cái đường móc của mình nó sát với đầu kim. Sau đó móc vào chân đầu tiên một mũi dời. Kéo sợi len lên một tí, sau đó guốc thật mạnh lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại và móc lên một mũi móc xích. Vòng thứ hai hoàn tất thì mình sẽ tạo ra được 12 chân móc cho vòng thứ ba. Vòng thứ ba các bạn sẽ móc cho mình cụm móc như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên thì chân thứ hai móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng chân móc, tức là móc mũi tăng á. Như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này. Một mũi đơn sau đó là mũi tăng. Các bạn móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha. Mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm như thế này. Chân kế bên một mũi móc đơn nè. Tiếp tục sẽ là mũi tăng. 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Ta sẽ có được cụm móc thứ hai. Cụm thứ ba nè, một móc đơn. Sau đó là 2 móc đơn cùng chân móc. Ta có được cụm thứ ba. Tiếp tục cụm thứ tư. Một móc đơn. Sau đó là mũi tăng. Cụm thứ năm cũng tương tự nè, một móc đơn. Sau đó là mũi tăng. Tiếp tục cụm thứ sáu ha. Một móc đơn. Sau đó là mũi tăng. Hoàn tất được vòng móc này, mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc như thế này. Ta tăng được 6 mũi cho vòng này ha. Mình sẽ có tổng cộng là 18 mũi móc đơn. Kết thúc tiếp tục đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ guốc lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại ha, sau đó móc lên một mũi móc xích. Đến vòng móc thứ tư, thì vòng móc thứ tư các bạn sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ của vòng thứ ba lên một mũi. Mình sẽ đảo công thức ha. Các bạn có thể móc cho mình 2 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Hoặc mình có thể đảo công thức nè. Chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai sẽ móc cho mình mũi tăng. Và chân thứ ba sẽ móc một mũi móc đơn. Như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Một móc đơn,
tiếp tục là mũi tăng, sau đó là một mũi móc đơn. Cộng lại mình cũng có hai mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Các bạn tiếp tục móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Cụm thứ hai nè. Cụm thứ 6 sẽ nằm ở 3 chân móc cuối cùng ha. Sau khi hoàn tất được đến cuối vòng, mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc, tăng được 6 mũi cho vòng này. Mình có tổng cộng là 24 mũi móc đơn, tạo ra 24 chân cho vòng tiếp theo. Tiếp tục kết thúc vòng nè. Vuốt lại cho mũi giờ nhỏ lại nha, sau đó lên một mũi móc xích. Tiếp tục đến vòng móc thứ 5. Vòng móc thứ 5 tiếp tục tăng tịnh tí số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi. Thì hàng phía dưới của mình là có 2 mũi móc đơn mỗi chân nè. Mình có đảo công thức rồi ha. Thì vòng kế tiếp các bạn tiếp tục tăng tịnh tiến cho mình cái số mũi móc đơn lẻ. Mình sẽ có 3 mũi móc đơn mỗi chân. Các bạn cho móc cho mình 3 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi trước ha. Chân móc đầu tiên sẽ luôn là chân mà mình kết thúc cái vòng phía dưới nha. Sau khi đã có được 3 mũi móc đơn mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng. Thì như vậy là ở vòng này mình sẽ có được cụm móc như thế này. 3 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau đó tiếp tục móc thêm nhiều vòng móc như vậy nữa. Tức là các vòng móc kế tiếp sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi cho từng vòng. Và nhớ đảo công thức ở những cái vòng móc mà có số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số chẵn ha. Công thức mình có để trên màn hình nè. Size của mẫu này thì các bạn sẽ móc cho mình đến vòng thứ 13 với 6 cụm 11 mũi móc đơn, sau đó là mũi tăng. Mình sẽ gặp nhau ở vòng thứ 14 ha. Sau khi đã móc cho mình thêm nhiều vòng móc tăng mũi thì lúc này cái vòng tròn nó sẽ có cái độ rộng ra như thế này. Mình dừng lại ở hàng tăng thứ 13, ta có 6 cụm 11 mũi móc đơn, sau đó là mũi tăng. Thì cái vòng móc này khi hoàn tất mình có được 78 mũi móc, tạo ra 78 chân cho vòng tiếp theo. Thì từ vòng thứ 14 các bạn sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi. Móc đều tức là mình sẽ không có cái số mũi móc đơn mà móc vào cùng chân móc nha. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Mình có 78 chân thì mình sẽ móc 78 mũi móc đơn vào 78 chân đó. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Mỗi chân móc một mũi móc đơn, mình sẽ móc đến cái vòng thứ 20 ha. Lúc này cái số hàng móc mà mình không tăng mũi nó sẽ bằng một nửa so với số hàng móc mà mình tăng mũi bên trên. Móc tương tự cho mình cho đến hàng thứ 20 ha. Mình sẽ gặp nhau ở hàng 21. Sau khi đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc móc đều thì lúc này cái phần đầu nó sẽ có cái độ cúp xuống nè. Ở hàng thứ 21 thì mình sẽ tiếp tục tăng mũi để tạo cái độ bầu cho cái mặt ở phía dưới ha. Và để tăng mũi thì mình sẽ dựa vào cái hàng móc tăng mũi cuối cùng ở cái phần bên trên. Hàng tăng mũi cuối cùng của mình ở bên trên nè, mình sẽ có cụm như thế này. 11 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là mũi tăng ha. Thì vòng móc thứ 24 các bạn tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi. Thì 11 mũi mình sẽ tăng là 12 mũi. Do 12 là số chẵn cho nên các bạn sẽ đảo công thức cho mình. Mình sẽ móc 6 mũi móc đơn mỗi chân trước. Chân đầu tiên luôn luôn là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc cái vòng phía trên ha. Ta có mũi móc đơn đầu tiên nè. Móc đơn thứ 2 vào chân thứ 2. Móc đơn thứ 3. Móc đơn thứ 4. Móc đơn thứ 5. Móc đơn thứ 6. Sau khi có được 6 mũi móc đơn mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ móc mũi tăng. Tức là 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Tiếp tục sẽ là 6 mũi móc đơn vào 6 chân ha. Như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này. 6 mũi mỗi chân, mũi tăng, sau đó là 6 mũi mỗi chân. Cộng lại mình cũng có được 12 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng ha. Các bạn tiếp tục móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng, ta sẽ có được tổng cộng là 84 mũi móc đơn cho vòng móc này. Vòng móc kế tiếp, vòng móc thứ 22, tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Thì vòng bên trên của mình có 12 mũi, bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 13 mũi mỗi chân. Mũi thứ 3 nè, mũi móc đơn thứ 4, móc đơn thứ 5 vào chân thứ 5, móc đơn thứ 6, móc đơn thứ 7, móc đơn thứ 8, mũi móc đơn thứ 9, móc đơn thứ 10, móc đơn 11, móc đơn 12 và mũi móc đơn 13.
Khi có được 13 mũi móc đơn mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng. Thì ở vòng móc thứ 22 này mình sẽ có cụm móc như thế này ha. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì lúc này cái phần đầu của mình nó sẽ có cái độ xòe ra ở phía dưới. Vòng thứ 22 hoàn tất sẽ tạo ra được tổng cộng là 90 mũi móc đơn, có 90 chân móc cho cái vòng móc thứ 23. Thì ở hàng thứ 23 mình không cần phải tăng mũi nữa. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn, mình sẽ có 90 mũi móc đơn vào 90 chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Móc cho mình đến hàng thứ 27 ha. Thì cái số hàng móc này nó sẽ bằng với tổng số hàng móc mà mình vừa móc đều ở bên trên ha. Mình sẽ gặp nhau ở hàng thứ 28. Sau khi hoàn tất cho mình được hết hàng thứ 27 thì đến hàng thứ 28 mình sẽ tiến hành giảm mũi. Thì phần đầu của mình lúc này nó đã có cái độ xòe rộng ra ở phía dưới nè, ôm ở bên trên và xòe rộng ra để tạo cái phần phòng cho má nè. Thì bây giờ mình sẽ giảm mũi để mình bo lại ở phần thân dưới ha. Để giảm mũi thì các bạn dựa cho mình vào cái hàng mà mình tăng mũi cuối cùng ở bên trên. Sát nhất nha, là cái hàng mà mình có 13 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là một mũi tăng á. Là cái hàng này nè, hàng này là hàng tăng mũi cuối cùng nha. Bây giờ các bạn sẽ bê cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này nè, ở đây mình có 13 mũi, thì các bạn sẽ bê cho mình cái 13 mũi này xuống phía dưới. Các bạn móc cho mình 13 mũi mỗi chân trước. Mũi thứ 3 nè, mũi thứ 4, mũi thứ 5, móc đơn thứ 6, móc đơn thứ 7, móc đơn thứ 8, móc đơn thứ 9, móc đơn thứ 10, móc đơn 11, móc đơn 12 và mũi móc đơn 13. Sau khi có được 13 mũi móc đơn mỗi chân rồi thì ở cái hàng tăng mũi bên trên, cái chân kế tiếp mình móc mũi tăng thì lúc này các bạn sẽ giảm mũi cho mình ha. Thì giảm mũi mình sẽ giảm hai cái chân móc liên tiếp lại thành một mũi. Cách giảm sẽ như sau. Các bạn đâm kim cho mình vào đường móc bên ngoài của cái chân kế bên. Đây, mỗi chân nó có hai đường thì mình đâm kim vào đường bên ngoài nè. Sau đó tiếp tục đưa kim ra phía ngoài, đâm kim từ ngoài vào trong cái chân móc kế tiếp, cũng đâm kim vào đường bên ngoài luôn ha. Vào hai chân như thế này thì mình sẽ kéo len qua hết hai cái chân mà mình vừa đâm kim đó. Mình sẽ làm lại nè. Đưa kim ra phía ngoài, đâm từ ngoài vào trong đường móc bên ngoài của chân kế bên. Sau đó tiếp tục đưa ra phía ngoài, đâm từ ngoài vào trong chân kế tiếp. Kéo sợi len qua hai cái đường mà mình vừa đâm kim đó. Sau đó kéo len qua hai đường còn lại. Mình sẽ có mũi giảm ha. Chụm hai chân phía dưới lại thành một mũi nè. Mình sẽ có cụm móc như thế này, 13 mũi, sau đó là mũi giảm. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Mình có 13 mũi móc đơn mỗi chân nè. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu, móc đơn thứ bảy, mũi móc đơn thứ tám, móc đơn thứ chín, móc đơn thứ 10, móc đơn 11, móc đơn 12 và mũi móc đơn 13. Khi có được 13 mũi mỗi chân rồi thì mình sẽ tiến hành móc mũi giảm ở hai chân kế tiếp. Đưa kim ra phía ngoài, đâm kim vào đường bên ngoài của chân kế bên. Sau đó tiếp tục đưa kim ra phía ngoài, đâm từ ngoài vào trong chân kế tiếp. Kéo len qua hai đường trên kim và kéo qua hai đường còn lại. Đã có được cụm thứ hai ha. Sau khi hoàn tất được đến cuối vòng thì cái cụm cuối cùng, cái mũi chụm nó cũng nằm ở hai chân cuối cùng ha. Hoàn tất được vòng móc này thì mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc như thế này, giảm đi được 6 mũi. Kết thúc cũng đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ guốc lại cho mũi dời nhỏ lại, sau đó móc lên một mũi móc xích. Lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại nè. Từ đây mình sẽ tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc giảm mũi để giúp cho cái phần đầu của mình nó bo nhỏ lại hơn. Thì giảm mũi khác với cái hàng tăng mũi bên trên, mình tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Thì ở hàng giảm mũi các bạn sẽ giảm dần cho mình số mũi móc đơn lẻ xuống một mũi cho từng vòng ha. Ở đây của mình là 13 mũi mỗi chân, sau đó là mũi giảm. Thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình là 12 mũi mỗi chân, tức là giảm đi một mũi ha. Và 12 mũi mỗi chân nó là số chẵn nên các bạn có thể đảo công thức cho mình. Mình sẽ móc 6 mũi mỗi chân trước. Mũi thứ tư nè, mũi thứ năm, mũi thứ sáu. Khi có được 6 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi giảm ha. Giảm ở hai chân kế bên nè. Sau đó tiếp tục móc 6 mũi vào 6 chân.
Thì như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này. 6 mũi mỗi chân, mũi giảm sau đó là 6 mũi mỗi chân, cộng lại mình cũng có được 12 mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm. Các bạn tiếp tục móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều vòng móc giảm mũi nữa. Các hàng móc kế tiếp cứ lần lượt giảm cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống một mũi và xen kẽ sẽ là mũi giảm ha. Giảm cho đến khi mình đạt được cái độ rộng vừa đủ để mình có thể nhét gọn vào bên trong. Khi mà các bạn giảm thêm nhiều vòng móc, lúc này cái vòng tròn nó đã có cái độ rộng vừa phải. Các bạn sẽ nhét gọn vào bên trong để cho cái phần đầu của mình nó được cứng cáp hơn ha. Ta sẽ hoàn tất được form đầu như thế này. Nhỏ từ trên xuống nè, sau đó phồng ở phía phần má ha. Khi đã nhồi gọn hoàn tất rồi thì mình sẽ móc tiếp các cái hàng móc kế tiếp ha. Mình cũng giảm dần số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống một mũi, sau đó xen kẽ sẽ là mũi chụm chân. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến vòng thứ 39, mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi chụm liên tiếp. Đến vòng thứ 39 thì mình sẽ còn lại tổng cộng là 6 cái mũi chụm liên tiếp. Thì lúc này các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân của mũi chụm đầu tiên một mũi dời. Sau đó mình sẽ kéo dài sợi len và cắt len. Các bạn sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài ha. Sau đó mình có thể dùng kim khâu hoặc là kim móc cũng được. Các bạn sẽ xỏ cho mình cái sợi len này vào trong kim khâu. Mình sẽ có 6 đường móc của 6 cái chân đó. Các bạn lần lượt đâm kim cho mình từ ngoài vào trong đường móc bên ngoài của 6 chân lần lượt ha. Đường thứ nhất nè. Đường thứ hai nè. Và các đường nằm bên ngoài ha. Đường thứ ba. Đường móc thứ tư. Đường thứ năm. Và đường thứ sáu. Sau đó mình sẽ guốc lại cho cái vòng tròn của mình nó nhỏ lại ha. Các bạn có thể tạo một guốc ở đây để mình có thể cố định lại cái đường khâu. Sau đó mình sẽ giấu len vào trong mũi móc. Mình có thể giấu cái sợi len vào trong form đầu cũng được ha. Các đoạn len thừa đi nè, thì ta sẽ hoàn tất được cái form đầu cho búp bê rồi nè. Nắn chỉnh lại cho cái gòn của mình nó đều hơn ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần chân phía dưới. Đối với phần chân dưới nè, do mình sử dụng màu đen để móc nên nó hơi khó thấy mũi móc. Các bạn sẽ áp dụng cho mình đúng như công thức của cái phần đầu á, 4 hàng móc như công thức ở phần đầu ha. Thì cái hàng móc thứ tư của mình sẽ là 6 cụm, 2 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Mình có được tổng cộng là 24 mũi móc cho vòng móc thứ tư này. Từ vòng móc thứ 5 đến vòng móc thứ 8, mình có 24 chân thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến hết vòng thứ 8 và mình sẽ gặp nhau ở vòng thứ 9 ha. Sau khi hoàn tất cho mình được 8 cái hàng móc đến hàng thứ 9 nè, thì hàng thứ 9 mình sẽ tiến hành thay màu ha. Các bạn kết thúc cho mình hàng thứ 8, sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Để thay màu cho vòng móc thứ 9 nè, các bạn sẽ đưa cho mình sợi len khác màu ra phía sau ha. Ở cái sợi len thừa mà mình vừa kết thúc ở cái hàng thứ 8 nè. Phía trước nó là chân móc mình móc mũi dời kết thúc. Thì phía sau nó là cái chân của mũi dời, là cái chân mà mình hay guốc cho nó nhỏ lại á. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân của mũi dời đó. Sau đó kéo sợi len qua cái chân móc này ha. Kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó mình sẽ móc các cái chân móc kế tiếp, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ta có 24 chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Mình có 24 mũi móc đơn và 24 chân ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi đã hoàn tất cho mình hàng thứ 9, ta có 24 mũi móc đơn. Kết thúc tiếp tục đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ guốc lại cho mũi dời nhỏ lại ha. Móc lên một mũi móc xích. Đến hàng móc thứ 10 thì mình sẽ tiến hành tăng mũi cho cái phần chân của mình nó có cái độ hơi rộng ra nè. Thì để tăng mũi các bạn sẽ móc cho mình cụm như sau. Mình sẽ móc 7 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Theo size mình đang móc thì các bạn sẽ móc cho mình cụm móc như vậy. 7 mũi móc đơn vào 7 chân trước. Chân đầu tiên nè, một mũi móc đơn. Tiếp tục chân thứ hai một mũi móc đơn, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu và móc đơn thứ bảy. Khi hoàn tất được 7 mũi móc đơn vào 7 chân rồi thì chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng ha. Mũi tăng tức là 2 mũi móc đơn cùng chân móc nè. Thì như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này.
Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha. Mình sẽ có tổng cộng là 3 cụm ha. 7 mũi móc đơn mỗi chân nè. Mũi thứ 3, mũi thứ 4, mũi thứ 5, 6, 7. Sau khi có được 7 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp móc mũi tăng. Ta có được cụm thứ 2. Tiếp tục cụm thứ 3 là cụm cuối cùng nè. Bảy mũi móc đơn mỗi chân, sau đó chân cuối cùng sẽ là mũi tăng ha, và cũng là chân cuối cùng của vòng luôn. Khi kết thúc vòng thì mình sẽ có tổng cộng là 3 cái cụm móc như thế này. Tăng được 3 mũi nè. Đây là cụm đầu tiên nè, cái điểm tăng đầu tiên ha. Điểm tăng thứ hai và điểm tăng thứ ba là điểm tăng cuối cùng này. Tiếp tục kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Vòng thứ 10 hoàn tất sẽ tạo ra tổng cộng là 27 mũi móc đơn. Ta có 27 chân móc cho vòng móc thứ 11. Thì từ vòng móc thứ 11 đến vòng móc thứ 16, mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ta sẽ có 27 mũi móc đơn vào 27 chân ha. Mình sẽ móc đều cho đến cuối vòng và móc thêm cho mình cho đến vòng móc thứ 16. Mình sẽ gặp nhau ở vòng thứ 17. Sau khi hoàn tất cho mình được đến hàng thứ 16 rồi nè, thì hàng thứ 17 các bạn tiếp tục tăng mũi cho mình để cho cái phần chân nó thêm rộng ra một chút nữa. Thì để tăng mũi các bạn dựa cho mình vào cái hàng tăng mũi gần nhất mà mình có. Thì hàng tăng mũi gần nhất mà mình có 7 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là 2 mũi cùng chân móc nè. Đây là cái hàng tăng gần nhất. Thì hàng kế tiếp tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Các bạn sẽ có cho mình là 8 mũi mỗi chân ha. Ở đây có 7 mũi rồi nè. Thì hàng kế tiếp tăng mũi mình sẽ móc 8 mũi mỗi chân, sau đó là một mũi tăng. Các bạn sẽ móc cho mình cụm là 8 mũi mỗi chân ha. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu, móc đơn thứ bảy, móc đơn thứ tám. Được 8 mũi mỗi chân rồi nè, thì chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng thì mình cũng có được 3 cụm ha. Sau khi móc đến cuối vòng thì ta sẽ có tổng cộng là 30 mũi móc cho vòng móc này. Tiếp tục kết thúc vòng, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Hoàn tất được hàng tăng rồi, tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình 6 hàng móc đều tương tự như cái phần bên dưới nè. Mình có một hàng tăng rồi thì 6 hàng móc đều. Thì bây giờ tiếp tục một hàng tăng nữa thì 6 hàng móc đều ha. Móc cho mình cho đến hàng thứ 23, mình sẽ gặp nhau ở hàng 24 ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn, mình sẽ có 30 mũi móc đơn vào 30 chân. Sau khi hoàn tất cho mình được cái chân đầu tiên thì mình tiến hành cắt len. Đến cái chân thứ hai thì mình tiếp tục nối và mình móc lên phần thân trên. Thì bây giờ mình sẽ có công thức ở phần thân trên ha. Từ cái phần kết thúc của chân thứ hai này, các bạn móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó ta di chuyển kim đến cái phần chân đầu tiên. Ở cái sợi len thừa mình kết thúc của phần chân đầu tiên, các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân của mũi dời, ta kết thúc cái hàng cuối cùng. Là cái chân mà mình hay guốc nhỏ lại ha. Móc vào đó cho mình một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Từ đây mình sẽ móc cái hàng đầu tiên cho phần thân trên nè. Mũi móc đơn đầu tiên mình sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên của cái chân đầu tiên. Đây là cái mũi này nè, cái mũi này là cái mũi mà mình móc mũi dời kết thúc của cái phần chân đầu tiên. Sau đó dùng kim đánh dấu cho mình vào cái chân mũi đơn đầu tiên này. Thì mỗi cái phần chân của mình hoàn tất tới hàng thứ 23 là có 30 mũi móc đơn. Thì các bạn sẽ móc cho mình 30 mũi móc đơn vào 30 chân. Móc đơn thứ 3 nè. Móc đơn thứ 4. Móc đơn thứ 5. Móc cho mình cho đến cái điểm nối. Sau khi móc được đến cái điểm nối thì mình sẽ có 30 mũi móc đơn. Ở đây mình có hai cái mũi móc xích mà mình nối giữa hai chân nè. Thì cái mũi móc đơn thứ 31 ở cái hàng móc này các bạn đâm kim cho mình vào cái chân của mũi dời. Sát với hai cái mũi móc xích này nè, vẫn nằm ở cái chân mình đang móc nha. Móc vào đó cho mình một mũi móc đơn. Thì ta sẽ có mũi móc đơn thứ 31 nè.
Tiếp tục mũi móc đơn thứ 32 và 33, mình sẽ móc vào hai cái chân móc xích mà mình nối. Thì ra đang có 33 mũi móc đơn và 33 chân nè. Từ đây mình sẽ di chuyển kim đến cái phần chân thứ hai. Thì phần chân thứ hai mình cũng có 30 chân móc. Móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Chân đầu tiên cũng là cái chân đầu tiên của cái hàng đó luôn nè. Sau đó móc tương tự cho mình cho đến cái điểm nối bên kia ha. Sau khi móc đến cuối vòng của cái phần chân thứ hai rồi nè, mình lúc này mình đang có tổng cộng là 63 mũi móc đơn. Còn lại 3 mũi nữa thì cái mũi thứ 64 nè, nó sẽ là cái chân của cái mũi dời của cái chân thứ hai này. Và hai chân cuối cùng, chân thứ 65 và 66 sẽ nằm ở chân móc xích này ha. Sau khi hoàn tất được hàng móc này, mình sẽ có tổng cộng là 66 mũi móc đơn. Kết thúc đâm kim vào chân mà ta đánh dấu cũng là chân đầu tiên luôn nè. Móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng ha. Móc lên một mũi móc xích. Ta hoàn tất được vòng đầu tiên của phần nối thân. Tiếp tục đến vòng móc thứ hai nè, thì vòng móc đầu tiên mình có 66 mũi móc, tạo ra 66 chân cho vòng móc thứ hai. Vòng móc thứ hai này các bạn sẽ móc cho mình cụm móc như sau. Mình sẽ móc vào 10 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Đánh dấu vào chân đầu tiên ha. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai vào chân thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ 5. Móc đơn thứ 6. Móc đơn thứ 7. Móc đơn thứ 8. Móc đơn thứ 9 và mũi móc đơn thứ 10. Khi hoàn tất được 10 mũi móc đơn vào 10 chân rồi nè, thì chân kế tiếp, chân thứ 11, các bạn móc cho mình mũi tăng. Là hai mũi móc đơn cùng chân móc ha. Vào chân móc thứ 11 nè, ta sẽ có được cụm móc như thế này. 10 mũi mỗi chân và một mũi tăng. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc như thế này ha. 10 mũi mỗi chân nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khi có được 10 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp móc một mũi tăng. Làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi hoàn tất cho mình được đến cuối vòng thì chân móc cuối cùng cũng là mũi tăng ha. Ta sẽ có được 6 cụm như thế này, tăng được 6 mũi cho vòng móc này. Kết thúc vòng, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên là cái chân mình đánh dấu nè. Móc một mũi dời, sau đó lên một mũi móc xích. Đến vòng móc thứ 3 thì mình tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Thì hàng này mình vừa có là 10 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Hàng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình là 11 mũi mỗi chân, sau đó là một mũi tăng ha. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai, mũi thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ sáu, móc đơn thứ bảy, móc đơn thứ tám, móc đơn thứ chín, móc đơn thứ 10, móc đơn 11. Được 11 mũi móc đơn rồi thì tương kế tiếp móc mũi tăng. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm như thế này. Sau khi móc được đến cuối vòng thì ta tăng được 6 mũi cho vòng móc này. Kết thúc vòng này thì mình sẽ có tổng cộng là 78 mũi móc đơn. Nó đã tạo ra được một cái độ rộng cho cái phần thân của mình rồi, thì hàng kế tiếp mình không cần phải tăng mũi nữa ha. Các bạn cứ móc đều cho mình. Thì hàng thứ 3 có 78 mũi móc đơn, tạo ra 78 chân cho hàng thứ 4. Thì từ hàng thứ 4 đến hàng thứ 9 các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Mình sẽ có 78 mũi móc đơn vào 78 chân ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó móc đến hàng thứ 9, mình sẽ gặp nhau ở hàng thứ 10. Sau khi hoàn tất cho mình được đến hàng thứ 9 ở cái phần thân màu nâu rồi nè, thì bây giờ mình sẽ thay màu cho cái phần thân của chú mèo ha. Ở đây mình sẽ tiến hành cắt len nè. Cách thay màu thì tương tự giống như cách mà mình thay ở phần chân phía dưới á.
đưa cho mình sợi len ra phía sau, đâm kim vào cái chân của mũi dời kết thúc của cái hàng cuối cùng ở đây, hàng thứ 9 ha. Và để ý là mình sẽ đâm kim vào những cái đường móc nằm bên dưới của mỗi chân móc nha. Đâm kim vào cái chân của mũi dời, kéo sợi len qua và móc lên một mũi móc xích. Mình có 78 chân thì mỗi chân cũng móc cho mình một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Và đều đâm kim vào đường móc nằm ở bên dưới nè. Mũi đầu tiên nè. Khi móc nhớ giấu len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Mũi thứ ba nè. Mũi thứ tư, móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, ta sẽ có 78 mũi móc đơn vào 78 chân. Ta sẽ chừa ra được một cái đường móc như thế này ha. Khi móc đến cuối vòng rồi nè, thì kết thúc vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên ha. Móc một mũi dời. Lên một xích. Ta sẽ tạo ra được cái độ rộng cho phần thân rồi. Thì lúc này cái phần thân của mình nó đã có được một cái độ cao lên. Hàng kế tiếp mình sẽ giảm mũi cho phần thân nó có cái độ bo nhỏ lại. Đến hàng thứ 11 này nè thì các bạn sẽ móc cho mình cụm móc. Mình sẽ dựa vào cái hàng móc tăng mũi cuối cùng ở cái phần này. Hàng tăng mũi của mình là 11 mũi mỗi chân, sau đó là 2 mũi cùng chân ha. Thì các bạn sẽ bê cho mình 11 mũi mỗi chân đó lên cái hàng kế tiếp này. Ta sẽ có 11 mũi mỗi chân. Lúc này mình sẽ đâm kim luôn vào chân móc chứ không đâm vào đường nằm bên dưới nữa nha. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Khi có được 11 mũi mỗi chân rồi nè, thì thay vì cái hàng tăng phía dưới mình móc 2 mũi cùng chân móc là móc mũi tăng ở kế tiếp, thì bây giờ mình sẽ móc mũi giảm. Mũi giảm thì tương tự giống như phần đầu ha. Ta sẽ đâm kim vào đường nằm bên ngoài của cái chân móc thứ 12 nè, sau đó đưa ra phía ngoài và đâm vào chân thứ 13, kéo len qua hai cái chân mình vừa đâm kim và kéo qua hai đường trên kim. Ta sẽ có được mũi giảm, mình sẽ có được cụm móc như thế này. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì ta sẽ có tổng cộng là 6 cái cụm móc giảm. Kết thúc vòng, lên một mũi móc xích. Hàng thứ 11 của mình hoàn tất sẽ tạo ra tổng cộng là 72 mũi móc đơn. Ta có 72 chân móc cho hàng thứ 12. Thì hàng thứ 12 và hàng thứ 13 móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Tức mình sẽ móc xen kẽ một hàng giảm, sau đó hai hàng móc đều, một hàng giảm và hai hàng móc đều ha. Mình cứ giảm tương tự như vậy cho mình cho đến khi cái phần thân của mình nó có được một cái độ rộng vừa phải. Thì hàng này của mình sẽ là 72 mũi móc đơn vào 72 chân. Hàng 12 và hàng 13 các bạn làm tương tự ha, mình sẽ gặp nhau ở hàng 14. Sau khi hoàn tất được đến hàng thứ 13 rồi nè, thì hàng thứ 14 tiếp tục giảm mũi cho mình. Thì giảm mũi mình cũng giảm cái số mũi móc đơn lẻ tương tự như cái phần thân đỡ đầu nè. Thì cái hàng mà mình vừa giảm đầu tiên á, mình có 11 mũi mỗi chân. Thì bây giờ các bạn giảm cho mình cái số mũi mỗi chân xuống một mũi, mình sẽ có 10 mũi mỗi chân. Mũi đầu tiên, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Được 10 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi giảm. Mũi giảm thì tương tự như cách móc ở bên dưới ha. Lần lượt đâm kim vào hai đường móc bên ngoài của hai chân, kéo len qua hai cái chân đó và kéo qua hai đường trên kim. Ta có cụm móc như thế này ha, móc đến cuối vòng. Sau đó móc thêm cho mình hai hàng móc đều, một hàng móc giảm và hai hàng móc đều ha. Công thức mình có để ở trên màn hình nè. Ta cứ móc xen kẽ một hàng giảm, hai hàng đều, một hàng giảm và hai hàng đều cho đến khi mình đạt được cái chiều cao ở phần thân màu trắng nè, nó cao sắp xỉ bằng cái chiều cao ở phần chân là được. Sau khi đã hoàn tất cho mình được cái phần thân trên, nó sẽ có cái độ bo nhỏ dần cho cái phần thân của mình rồi nè. Hàng cuối cùng của mình nó sẽ có tổng cộng là 36 mũi móc đơn vào 36 chân. Nó đã có được một cái độ rộng như thế này rồi ha. Lúc này mình sẽ kết thúc vòng, sau đó kéo và cắt một đoạn len vừa đủ dài để
để mình có thể sử dụng đoạn len này mình khâu vào trong phần đầu ha. Ta sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được phần thân của chú mèo rồi nè. Trước khi khâu cho mình cái phần thân này vào trong phần đầu thì bây giờ mình sẽ móc cái phần yếm trước rồi mình mới tiến hành khâu ha. Đây là cái mặt sau nè và đây là mặt trước. Thì mặt trước các bạn sẽ móc cho mình cái phần yếm. Mình sẽ dùng kim đánh dấu nè. Phần chân phía dưới đi lên các bạn đánh dấu cho mình vào cái mũi nằm chính giữa của hai chân. Mình có thể chọn hai chân móc bất kỳ ha để tạo cái độ rộng cho phần yếm. Sau đó ta sẽ đâm kim vào cái đường móc mà mình chừa ra khi mà mình nối hai cái màu lại á. Ta sẽ có được cái đường móc như thế này. Thì bây giờ mình sử dụng cái đường này để mình nối nè. Đưa sợi len ra phía sau, kéo sợi len qua cái chân móc này, móc lên một mũi móc xích. Sau đó lần lượt móc các cái mũi móc đơn vào các chân móc ha. Mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn. Mình đã có được cái chân móc rồi nè. Khi móc nhớ giấu len thừa, móc đến cái chân móc mà mình đánh dấu. Ta sẽ có được hàng đầu tiên cho phần yếm của mèo. Hàng kế tiếp mình sẽ tiếp tục giảm mũi cho cái phần yếm này, nó có cái độ giảm dần nhỏ dần ha. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc. Thì để giảm mũi mình sẽ giảm mũi đầu tiên của mỗi hàng móc. Giảm mũi đầu tiên tức là chân đầu tiên mình sẽ bỏ qua, móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Như vậy là ở đây mình đã giảm đi được một mũi rồi nè. Các chân kế tiếp thì mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Ta sẽ móc cho đến chân cuối cùng luôn ha. Sau khi móc đến cuối hàng thì móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng này sẽ làm tương tự như hàng mình vừa móc. Ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn. Các chân kế tiếp thì mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái phần yếm của mình nó đạt được một cái độ cao ha. Tùy vào cái độ cao của yếm các bạn muốn phối nó cao hay thấp mà các bạn móc cho mình cái số hàng móc cho phù hợp. Mình có thể móc tầm khoảng gần một nửa so với chiều cao của phần thân. Sau khi móc cho mình thêm nhiều hàng móc giảm mũi thì lúc này cái số mũi móc của cái hàng móc cuối cùng nó đã giảm dần rồi, giúp cho phần yếm của mình nó có cái độ bo nhỏ lên phía trên. Nó đã có được một cái độ cao gần một nửa so với phần thân rồi ha, thì mình sẽ cắt len, giấu len thừa vào trong mũi móc. Đã hoàn tất được phần thân yếm. Sau đó mình sẽ nhồi gòn vào bên trong cho phần thân của chú mèo mình nó được cứng cáp hơn nè. Khi nhồi gòn thì nhớ đẩy cho mình cho cái gòn nó được đều hơn ở hai cái bên chân dưới ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành khâu cái phần thân này vào trong phần đầu. Sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu. Hàng cuối cùng mà mình hoàn tất ở phần thân ta có 36 mũi móc đơn. Thì bây giờ các bạn sẽ khâu cho mình cái hàng này với hàng thứ 6 của cái phần đầu ha. Hàng thứ nhất nè, 2, 3, 4, 5 và 6 ha. Mình sẽ đâm kim vào khoảng của hàng thứ 6. Đối với cái phần đầu thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào hai cái chân móc nằm ngang với nhau. Đây, còn cái phần thân phía dưới mình sẽ đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế tiếp. Tiếp tục nè, cái phần đầu thì mình sẽ đâm kim vào cái chân móc mình vừa kéo len lên tại cái chân móc nằm ngang. Đây, chân móc mình vừa kéo len lên nè và chân móc nằm ngang. Đâm ngang ha. Phần đầu thì mình sẽ đâm ngang vào các cái chân móc tương ứng. Còn cái phần thân thì mình sẽ đâm kim từ ngoài vào trong các cái chân móc liên tiếp. Khi khâu như vậy các bạn nhớ guốc lại cho cái sợi len của mình nó sát lại ha. Khâu một đoạn như thế này rồi thì guốc lại nè, đường khâu của mình nó sẽ sát lại. Các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết. Nhớ là ở phần đầu thì mình sẽ khâu vào hai chân móc nằm ngang. Còn cái phần thân thì mình đâm kim từ ngoài vào trong từng chân móc liên tiếp ha.
Sau khi đã nối được thân với đầu hoàn tất rồi, mình sẽ ra được một cái form thân hình như thế này. Mình sẽ chọn đây là mặt trước nè, là cái mặt mà mình có cái phần yếm ha. Các bạn sẽ may cho mình hai nút ở hai bên. Sau đó mình sẽ móc tay ha. Thì phần tay rất là đơn giản, cách móc tương tự giống như phần đầu cũng như phần chân. Công thức mình có để trên màn hình nè. Ba hàng đầu tiên thì mình sẽ tăng mũi, tăng cho đến khi mình được 18 mũi móc đơn, thì từ hàng thứ tư cho đến hàng thứ 28 móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Ta sẽ có 18 mũi móc đơn vào 18 chân ha. Móc cho mình tổng cộng là 28 hàng móc cho phần tay. Khi kết thúc được phần tay rồi thì cắt một đoạn len vừa đủ dài, xỏ sợi len vào trong kim khâu và mình sẽ khâu vào phần thân. Canh chỉnh cho mình cho cái phần thân nó đều lại nè. Phần tay thì các bạn sẽ gập cho mình theo cái chiều mà mình vừa kết thúc cái mũi cuối cùng. Sau đó đưa cái phần tay vào trong thân nè. Nhớ canh chỉnh cho hai tay nó đều với lại cái phần thân ha. Để khâu lại thì cũng rất là đơn giản. Phần tay nè, một hàng đầu tiên của phần tay thì mình sẽ khâu sát với cái hàng thứ hai, sát với cái đường khâu giữa thân với lại đầu nè. Thì tương tự ha, phần tay thì mình sẽ đâm kim vào từ ngoài vào trong, còn cái phần đầu thì mình sẽ đâm kim vào hai cái đường móc nằm ngang. Đây, vào cái hàng thứ hai này. Vào đường móc nằm ngang nè. Sau đó tiếp tục đâm kim từ ngoài vào trong cái chân móc kế tiếp của cái phần tay. Đâm tiếp vào đường nằm ngang của phần đầu nè. Các bạn sẽ khâu cho mình một nửa của phần tay. Cứ khâu liên tiếp như vậy ha. Khâu đến cái mặt kế tiếp thì cái phần tay ở cái hàng kế tiếp của phần tay mình sẽ khâu với lại cái đường nối ở đầu với lại phần thân nè. Bây giờ mình sẽ móc cái phần mũ cho mèo nè. Thì công thức móc cái mũ này tương tự giống như cách các bạn móc phần đầu nè. Mình có để trên màn hình ha. Các bạn sẽ móc cho mình tăng mũi cho đến hàng thứ 13. Hàng thứ 14 trở đi mình sẽ móc đều giống như cái phần đầu luôn. Nhưng mà cái số hàng móc đều các bạn sẽ móc cho mình nhiều hơn so với cái phần đầu. Làm sao cho khi mà mình hoàn tất cái phần thân nón, mình có thể tạo được cái độ sâu để mình bẻ cong cái phần nón đi lên ha. Canh chỉnh cho cái phần nón nó ôm sát với phần đầu nè. Bây giờ mình sẽ tạo họa tiết trang trí cho cái phần nón á. Ở đây mình đã có móc sẵn một cái mẫu tai cho phần thân nón. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần tai này ha. Hai vòng đầu mình sử dụng màu đen nên các bạn có thể nhìn theo công thức trên màn hình. Tạo một vòng tròn, móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Hàng đầu tiên hoàn tất có 6 mũi móc đơn, tạo ra 6 chân cho hàng thứ hai. Hàng thứ hai móc theo công thức như sau. Hai chân đầu tiên mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ta có móc đơn đầu tiên và móc đơn thứ hai. Được hai mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng. Mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, mình sẽ có hai cụm liên tiếp. Hai mũi mỗi chân nè. Sau đó là mũi tăng. Ta tăng lên được hai mũi. Kết thúc vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời và lên một xích. Mình đã tạo được cái điểm nhọn cho phần tai rồi thì bây giờ mình cắt len và mình thay màu khác ha. Cũng đưa sợi len ra phía sau, đâm kim vào chân của mũi dời mình kết thúc ở cái hàng cuối cùng của phần màu đen. Kéo sợi len qua, móc lên một xích. Thì cái hàng thứ hai của mình này có hai mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng thì bây giờ mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ ha. Mình có 3 mũi mỗi chân. Được 3 mũi mỗi chân thì chân kế tiếp sẽ móc mũi tăng. Ta có được cụm móc như thế này. Móc cho mình cho đến cuối hàng mình sẽ có hai cụm liên tiếp. 3 mũi mỗi chân nè. Sau đó là mũi tăng. Mũi tăng sẽ nằm ở chân cuối cùng ha. Khi móc nhớ giấu len thừa nha. Ta
ta tăng được 2 mũi cho vòng móc này. Kết thúc vòng. Hàng kế tiếp tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ. Mình có 3 mũi rồi thì bây giờ móc cho mình 4 mũi mỗi chân. Đối với phần tay thì các bạn sẽ không đảo công thức nha. Mình sẽ móc theo công thức luôn. Mình sẽ móc số mũi móc đơn lẻ trước, sau đó là mũi tăng. Móc tương tự cho đến cuối vòng, sau đó móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên 1 mũi ha. Cứ tăng cho đến khi mình đạt được cái chiều cao của cái phần tay khi ướm vào trong cái thân của nó nè. Thì đối với phần tay mình sẽ móc tổng cộng là 9 hàng móc. Tạo được cái độ cao như thế này rồi thì mình sẽ khâu cái phần tay vào trong thân nó. Khi kết thúc mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài, xỏ sợi len vào trong kim khâu. Để khâu được cái phần tai này vào trong thân nón của mèo nè. Thì ở đây mình sẽ khâu cho các bạn xem luôn ha. Phần nón thì mình sẽ đâm kim vào cái đường móc nằm ngang như thế này của mỗi hàng móc. Còn cái phần tai thì mình sẽ đâm kim từ trong ra ngoài ha. Đây. Sau đó tiếp tục nè. Phần tai thì đâm kim vào đường móc nằm ngang. Tiếp tục là chân kế tiếp. Mình sẽ khâu một đường của phần tai trước. Các bạn sẽ khâu cho mình cho đến hết nửa này. Sau đây đã khâu được một nửa rồi thì các bạn tiếp tục khâu nửa còn lại. Để cho cái phần tai của mình nó được đứng vững hơn thì giữa cái đường khâu của cái mặt đầu tiên thì các bạn sẽ khâu cho mình tiếp tục chừa cho mình một cái đoạn chính giữa này. Đây. Mình sẽ khâu sát với lại cái đường mà mình vừa khâu ở đây ha. Hoặc là nếu mà muốn cho nó đứng hơn nữa thì các bạn có thể lùi cho mình thêm một đường khâu nữa. Mình sẽ khâu cho đến hết thì phần tai của mình nó sẽ đứng cứng cáp hơn ha. Ta sẽ lặp lại cách khâu cho phần tai còn lại. Sau khi đã khâu hoàn tất được hai tai rồi này, các bạn sẽ đến cố định cho mình cái phần nón vào trong phần đầu. Mình có thể sử dụng keo nến hoặc là kim khâu để đến cố định ha. Tiếp tục mình sẽ tạo phần dây cho yếm. Thì phần dây các bạn sẽ móc rời, chừa một đoạn vừa đủ dài, tạo một nút. Từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích sao cho khi mà mình nối từ cái điểm mà mình khâu nút ở đây nè, ra phía sau. Nó sẽ tạo ra được một cái độ dài để mình có thể làm cái phần dây yếm ha. Mẫu này thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 35 mũi móc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi đã có cho mình được 35 mũi móc, ta tạo được một cái độ dài. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Chân móc thứ 35 móc một mũi nửa kép. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích để mình tạo khoảng trống cài nút. Hai mũi này nó sẽ tương đương với hai chân móc kế tiếp ha. Bỏ qua hai chân kế tiếp và móc vào chân thứ ba. Từ cái chân mà mình vừa móc á, móc một mũi nửa kép. Ta sẽ tạo ra được khoảng trống nè. Các chân còn lại thì mỗi chân móc cho mình một mũi nửa kép cho đến cuối hàng. Khi móc đến cuối hàng thì móc lên một xích, sau đó mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ ha. Hai cái đầu len này các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình ra phía sau của phần thân. Thì mình sẽ chọn hai cái điểm khâu tương đương để khi mà mình nối ra phía trước nó sẽ không có bị tuột ở phần tay. Hai cái đầu len thừa mà mình đang có nè, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào bên trong của phần thân mèo. Sau đó mình sẽ kéo cái sợi len này ra phía sau. Các bạn sẽ giấu cho mình cái sợi len mà mình vừa buộc vào ha. Sau đó cắt cái đoạn len. Khi mà các bạn đưa cái phần dây đi lên, mình có thể chích một ít keo để mình cố định lại được cái sợi dây ở phía sau này. Mình kéo cái sợi dây ra phía trước này, nó sẽ đủ cái độ dài để mình có thể cài nút lại. Làm tương tự cho mình phần dây còn lại.
Tiếp theo thì mình sẽ trang trí cho phần thân nón. Mình sẽ chọn tâm của nón để làm phần mũi trước ha. Các bạn sẽ tạo độ dày cho phần mũi theo cách này. Sau khi tạo được độ dày cho phần mũi rồi, tiếp tục mình sẽ tạo cái sóng mũi phía dưới và tạo phần mắt. Như vậy là ta đã hoàn tất được trang trí cái phần thân nón rồi nè. Tiếp tục thì mình sẽ trang trí mặt cho mèo ha. Các bạn sẽ đính cho mình hai mắt ở hai bên. Phần mũi này thì mình sẽ làm cái độ dài tương tự như phần mũi trên thân nón. Sau đó để tạo cho mình được hai cái hốc mắt cho mèo nè, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình từ dưới, từ cái phần thân của mèo ha, đâm lên trên phần mắt. Từ mắt này các bạn sẽ lịch cho mình một đường. Đây, tạo một cái đường len nằm ở phía dưới của mắt. Lịch một hàng móc. Sau đó đâm kim qua mắt đối diện ha. Và các bạn cũng tạo cho mình một cái đường mắt tương tự như mắt mà mình vừa tạo ở đây. Từ cái phần chân mắt phía dưới nè, lịch lên một hàng móc. Sau đó tiếp tục luồn cái sợi len về cái vị trí ban đầu mà mình đâm kim tạo cái hốc mắt nè. Đâm về vị trí ban đầu luôn ha. Là xuống dưới cái phần thân á. Khi hai đầu của sợi len đã chạm vào một cái chân móc cuối cùng ở cái phần thân dưới rồi nè, thì lúc này các bạn sẽ guốc thật mạnh lại để mình tạo hai cái hốc mắt bên trên, sau đó mình khóa lại mũi ở đây ha. Như vậy là hốc mắt của mình sẽ hoàn thành nè. Tùy vào độ sâu của hốc mắt mà các bạn sẽ dùng lực mình guốc lại cho hai cái sợi len của mình ha. Sau đó giấu sợi len vào bên trong, ta sẽ có được cái phần thân như thế này. Sau đó mình sẽ tiến hành trang trí cho mặt mèo. Các bạn sẽ tạo cho mình sóng mũi trước, sau đó mình mới tạo phần râu ha. Để cho thân nón của mèo nó không có bị tuột thì các bạn có thể đính cho mình một ít keo để cố định lại được phần thân nón trong đầu của mèo luôn ha. Khi hoàn tất thì chú mèo của mình nó sẽ có độ cao tầm khoảng 40 cho đến 45 cm, thích hợp cho các bạn có thể chụp hình lưu niệm cho bé hoặc làm thú ôm cũng được. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.